Hello cả nhà, hôm nay nhà em về được 200 đôi hơi mẹ nha cả nhà. Thì cái đợt hàng này là em đánh trực tiếp từ Quảng Châu về luôn, cho nên là cái giá mà em làm việc trực tiếp với nhà máy nó sẽ rất là ok nha cả nhà. Thì đợt này em về cho cả nhà mình đợt đầu là 200 đôi nha. Đây em sẽ có cho cả nhà mình là 4 hay 5 màu gì đó. Em sẽ mở từng màu cho cả nhà mình xem nha. Hàng rất là chất lượng nha cả nhà. Con này là hàng độc quyền bên em ha. Bên em làm việc trực tiếp nhà máy cho nó tương đồng với những cái biên, những cái bảng mà nét nhất của ngoài thị trường luôn nha cả nhà. Đó, da là da thật 100% cả nhà ha, da bò nguyên khối nè, thật 100% dùm em, rất là mềm mại nha cả nhà. Và cái phơm của nó không khác gì Âu dùm em ha, phơm không khác gì Âu luôn cả nhà. Hàng này là chuẩn lai Âu 11 dùm em nha. Đế là đế gỗ ép da nha cả nhà. Đó, phần đế nó đi rất là sắc nét nè cả nhà. Khắc cho cả nhà mình chữ nè, phía sau đi lên đế gỗ rất là sắc nét dùm em ha. Đó, em gõ cho cả nhà mình xem nè. Đế 3 lớp nha cả nhà, đế 3 lớp ép da nha. Đặc biệt là cái con dép nó rất là nhẹ nha cả nhà, nó không có bị nặng như là những cái hàng thị trường nha. Hàng thị trường thì cả nhà mình cầm nó sẽ rất là nặng luôn. Còn hàng này cầm nó rất là nhẹ cả nhà, đi rất là thoải mái giùm em ha. Nhưng rồi một cái màu tiếp cho cả nhà mình nữa ha. Full box nha cả nhà. Hàng hộp bill thẻ đầy đủ giùm em ha. Rất là chất lượng cả nhà ơi. Đây con này là một con full đen nha cả nhà. Dân sành chơi dép Hermès thì cả nhà mình cầm con dép lên là cả nhà mình nhìn thấy liền. Đó, nhìn phát biết luôn là hàng như thế nào nha cả nhà. Đế gỗ vân giùm em nha. Nè, gỗ vân nguyên một khối luôn nè cả nhà. Rất là xịn nha cả nhà. Đó, đế rất là chắc nha. Cả nhà mình cứ test thoải mái giùm em ha. Đây, đế 3 lớp nè. Phần quai da 100% là da thật nha cả nhà. Da bò thật nguyên một khối nha. Mang không có sợ bị sứt quai ha, hay là bị rạn da nha. Da thật mang rất là êm cả nhà ơi. Đó, phần chữ ở đây logo khắc rất là tỉ mỉ cho cả nhà mình nha, khắc rất là sắc nét nè cả nhà. Cái này cả nhà mình cầm á, nó thiệt sự là không khác gì cái con hàng Âu luôn cả nhà nha. Hàng Âu hiện tại là đang khoảng tầm 20-30 củ một đôi nha. Con màu xanh này cũng đang rất là hot nha cả nhà. Đế là màu đen và quai da là quai da màu xanh đen nha. Đó, đây cả nhà ơi, con dép nè, nét căng luôn cả nhà, rất là nét nha. Phần da rất là mềm mại dùm em, đế đi cực kỳ êm nha cả nhà. Đế 3 lớp nè, đế 3 lớp ép quai da thật nha cả nhà. Nguyên một con này là da thật hết nha, từ quai cho tới phần đế luôn nha cả nhà, từ quai cho tới phần đế trong luôn đều là da thật nha. Phía sau là đế gỗ cho cả nhà mình ha. Đó, rất là sắc nét, rất là chắc nha cả nhà. Tiếp theo là một cái màu cam rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái bảng này đang em nghe nói là đang rất là hot luôn á cả nhà. Đây, rồi cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi, con này nha, rất là chất chơi luôn cả nhà, cầm lên là thấy siêu phẩm liền luôn á cả nhà ơi. Nhận hàng là em nói chỉ có mê thôi cả nhà nha. Bảng nhà em là độc quyền nha cả nhà, nhà em làm trực tiếp với nhà máy nha, đảm bảo được cái chất lượng cả nhà, và nó rất là tỉ mỉ ha. Đó, mình theo dõi được cái chất lượng của cái sản phẩm, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm chốt em ha. Màu này đang là cái màu hot ở ngoài thị trường luôn á cả nhà. Đế là đế cam và quai là quai xanh nha cả nhà. Đó, màu mới nè, đẹp lắm cả nhà ơi. Cả nhà nhìn giùm em cái đế nha, đế vân gỗ nha cả nhà. Đó, vân gỗ rõ luôn cả nhà ha, chứ không phải là cái hàng mà ở ngoài thị trường là cái hàng đế giả gỗ nha, còn là đế gỗ nha. Đó, rất là đẹp giùm em ha cả nhà. Từng cái chi tiết nè, khắc rất là tỉ mỉ luôn ha. Con dép cầm là đáng đồng tiền mất gạo luôn cả nhà ơi. Quai da bò 100% giùm em, rất là mềm nha. Độ đàn hồi rất là tốt. Cả nhà mình mang nó không có sợ bị giãn da, không có sợ bị rách da nha cả nhà. Cái chất da rất là mềm, mang không có bị đau chân giùm em ha. Về bót đó cả nhà, về hộp á, thì bên hàng nhà em không phải là bót 3 hộp, đó là những cái hàng thị trường. Tại vì nhà em là làm trực tiếp với nhà máy, thì hộp bên em chỉ có là hộp hộp full hộp cho cả nhà mình, hộp thẻ bill đầy đủ chứ không phải là bót 3 hộp. Nhưng mà về cái chất lượng của dép á thì em bao cả nhà mình luôn lai Âu 100% nha. Hàng này là hàng bản đẹp nhất thị trường, cả nhà mình cứ mạnh tay chốt giùm em. Còn về bót, cả nhà mình đã chơi dép rồi thì không có quan trọng bót cả nhà ơi. Cái này không phải là mình mua để flex nha, cái này mua để mình trải nghiệm, để mình xài một cái sản phẩm nó chất lượng chứ không phải là cái bót cái hộp nha cả nhà. Còn cái hộp bót thì em làm hộp bót bình thường thôi chứ không phải là hộp bót 3 hộp nha. Đó, cả nhà mình lưu ý giùm em. Nhưng mà còn về cái chất lượng của dép á, cả nhà mình nhìn đôi dép là biết liền giùm em luôn ha. Đó, rất là đẹp. Chứ còn cả nhà mình vào hỏi em hộp như thế nào á, thì thật sự là bên nhà em không có phải chuyên về hàng flat nha cả nhà. Em chỉ chú trọng về chất lượng của sản phẩm thôi. Cho nên là hộp boss thì nó bình thường thôi cả nhà, miễn sao là đủ bill thẻ cả nhà mình, đủ hộp cho cả nhà mình thôi.
đó. Chứ còn quan trọng là chất nè, chất chất da nè, da 100% nè, là da bò thật nguyên khối nè, nguyên một lớp nè đó. Và cái phần đế này là da thật luôn nè, đế là đế ép qua da nè cả nhà, đế ép da nè đó, ba lớp giùm em nè ha, đế gỗ ép da nha, rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét nha, bao cả nhà mình test luôn. Con dép cầm lên á nó rất là chắc nhưng mà nó nhẹ nha cả nhà, cầm con dép lên cực kỳ chắc luôn, chắc tay nha, rất là đầm tay nhưng mà cực kỳ nhẹ giùm em, không có bị nặng nha cả nhà. Cầm con dép lên mà bị nặng á là hàng thị trường nha, còn hàng nhà em rất là nhẹ cả nhà, mình cứ thoải mái giùm em ha. Còn màu nào chúng ta, rồi một cái màu đen xám nha cả nhà, đây màu này rất là dễ phối đồ giùm em ha. Đó đây cả nhà ơi, nè con dép nè, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Màu này cực kỳ dễ phối đồ nha, và mang không có sợ bị dơ nha cả nhà. Những cái màu mà nó tối tối á cả nhà, màu đen, màu xám, màu xanh đen đồ ha, đó thì nó sẽ không có dễ bị dơ nha cả nhà. Đây phần đế nè cả nhà, vẫn là đế gỗ giùm em ha, đế gỗ ép da quai thật 100% nha, toàn bộ là da thật 100%. Đây phần này là da luôn nha cả nhà, da thật hết nha. Cả nhà mình nhận hàng thì cứ test giùm em ha, hàng không chuẩn thì cứ trả lại cho em đó. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi, size là từ 40, 38 cho tới 43 nha cả nhà.